nhiều lần đến Cà Mau và thưởng thức các loại đặc sản. Nhưng anh Thuật không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy con tôm có kích thước lớn như thế này. Đây, tôi nằm ở ngoài Bắc đang ở Hải Dương vào đây, nhưng là tôi đúng quả tình hôm nay mới thấy được con tôm to này, đang muốn đưa về ngoài Bắc nuôi. Ngạc nhiên, thích thú là điều mà du khách có được khi nhìn thấy những con tôm sú này. Có hàng chục con tôm sú thuộc dạng khủng đang được trưng bày tại Festival Tôm Cà Mau. Những ngày qua, gian hàng này luôn thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương đến tham quan. Mình cũng là người Cà Mau, nhưng mà chưa lần nào thấy con tôm bự như thế này. Nói chung là lần đầu tiên nhìn thấy, quá trời bự. Đúng rồi, em ở siêu tôm mà đó giờ chưa thấy tôm nào bự cả này. Được biết đây là những con tôm sú bố mẹ có trọng lượng từ 300 đến 400 gram một con. Cá biệt có con nặng đến khoảng nửa ký. Tôm sú bố mẹ càng lớn ở biển khơi thì càng cho ra thế hệ con tốt, khỏe mạnh, sạch bệnh. Bên cạnh việc trưng bày tôm sú khủng, tại festival lần này, nhiều loại hải sản khác cũng được trưng bày để thu hút du khách tham quan.